Quay nè, 1, 2, 3, action, quay. Rồi, lại chiếc xe cái coi. Ok, rồi, cảm ơn rồi. Rồi, bắt đầu nha. Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, Minh Hoàng chào em. Em chào anh Minh Hoàng ạ. Rồi, em chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha. Em chào các anh chị ngồi trong ngoài người nước. Em chào. Cái gì? Em tên Lê Thị Hồng Đào. Lê Thị Hồng Đào. Sinh năm mấy Đào? Sinh 1977 anh. Sinh năm 1977. Đào đến từ đâu nè? Quê Bạc Rồi. Lê Thị Hồng Đào, sinh năm 1977. anh. 77 là năm nay Đào 47 tuổi ha. Đến từ Bạc Liêu. Rồi Đạo có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của Đạo đăng lên mạng xã hội không? Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Đạo yêu cầu Mảnh Ghép Yêu Thương tháo gỡ bỏ video là không được nha. Đạo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Dạ, anh đồng ý. Rồi Đào cho mọi người biết về hôn nhân gia đình của Đào như thế nào nè. Dạ, ông xã em mất được 3 năm rồi anh. Mất được 3 năm. Đào với ông xã được có con Dạ, có bé gái 9 tuổi anh. không? Rồi 3 năm nay Đào có đi thêm đưa bước nào đó không? Dạ không anh. Hiện nay Đào đang sống ở đâu? Dạ hiện giờ đang sống em đi nói chung là hiện bây giờ ai thuê gì làm nấy. Công việc của em bây giờ là công việc tự do hả? Do anh. Rồi cuộc sống có ổn không em? Dạ cũng bất bền. Bấp bênh hả? Dạ. Rồi cháu bé 9 tuổi hả? Dạ Rồi bây giờ ở với ai? ở với cô hai. Rồi đầu cao bao nhiêu nè? Dạ em cao 1m6. Nặng Nặng ký anh. 50 kg hả? Nặng 60 ký. 60 kg. 1m6. Đào có cái ưu khuyết điểm gì không? Cái điểm mạnh của mình á, điểm mạnh điểm yếu. Em hả? Nói chung thì em là sống chung ra một chú gà lẵng lộn Cuộc rồi sống vô tư. Còn điểm yếu? tư. Rồi. Nghĩ không có gì hết hả? Đào có đi du lịch đi chơi đồ Dạ em cũng. hả? Có thể ngồi xích tới chút xíu nói cho nó rõ hơn nào. Vừa thôi. Rồi bây giờ Đào nói lại thử xem Đào có thích cuộc sống du lịch vui chơi đồ không? Dạ em cũng thích. Thích ha. Dạ. Đào có thích âm nhạc Yêu văn nghệ dữ lắm. yêu Mà như văn nghe nghệ dữ lắm. ăn ngọt Có ngào. thích hát không? Có đi hát lần nào chưa? Không đi nhạc sống rồi lâu lâu mà buồn em đi có Thường thường đi hát nhạc sống là hát nhạc gì? nhạc trữ tình với ca cổ anh. Trữ tình với ca cổ hả? Trữ tình thường hát nhạc gì, bản gì á, bản hát bài hát gì?
Nói chung là bài nào em hát cũng được, nhưng mà cái giọng hát của em không được hay. Thôi bây giờ hát hay không bằng ai hát. Bây giờ Đào để góp vui chương trình, Đào hát tặng quý vị khán giả một bài hát Sao nào mà Đào yêu thích đi. em hát không được? Không phải em hát không được. Vậy chứ sao? À, vô máy rồi em hát được, nhưng mà ở ngoài em hát À, được. ở ngoài không được ha. Cái giọng em hát nó hát kỳ lắm. Hát ca cổ có bị khàn không? Không. Rồi vậy làm câu ca cổ thử Không. Em nói em ngoài, ở ngoài em hát không được. rồi thôi, hát không được thì thôi không chi nữa. Dạ. Rồi hôm nay Đào đến gọi lại chương trình nè. Đào muốn chương trình giúp gì cho Đào? Thì hiện bây giờ thì ông xã em mắc, em muốn bước một tới nữa, bước nữa để lo cho em là sau tiếp tục sống sau này, những người nào anh nào đã thương em thật lòng thật dạ, không cần giàu sang phú quý. À, có là nghĩa là Đào muốn nhờ chương trình đưa hình ảnh của mình lên để kết nối với Dạ. nửa mảnh ghép còn lại, là cái Dạ. anh đó phải phải biết yêu thương thật sự, hả? Dạ. Không cần giàu nghèo. Không cần giờ có gì hết, không cần do cao lương mấy vị, mà miễn sao bước thương em, để lo lắng cho mẹ con em được rồi. Rồi hiện nay Đào đi làm công việc tự do nè, mình thuê nhà trọ ở, Dạ, em thuê nhà trọ ở anh. còn ở Bạc Liêu còn nhà không? Nếu mà giờ nhà bỏ lâu giờ nó hư anh còn đắt không ạ? Mà đất đó là của ông bà để lại có Dạ cho ông bà ai? để lại. Có Đào có quyền sử dụng đất đó không? Dạ. Đó giờ ai có tiền về cắt thôi anh, ai có tiền cứ về cắt thoải mái chứ không có gì. Rồi không cần giàu nghèo, là ví dụ như lỡ anh đó anh cũng không có nhà nữa nè, rồi công việc của anh cũng bấp bênh nữa, mà anh biết thương yêu Đào thật sự thì khi đó như thế nào? Không, ý em nói là không cần cao lương mỹ vị À, đó. có nghĩa là không cần cao lương mỹ vị chứ không phải là không cần giàu nghèo, đúng không? Em quá khổ rồi giờ hả, mà miễn sao là có nhà phải lo lắng bụng đùng bọc cho mẹ con em, luôn thật lòng đến với em Là cái anh bảo vệ. đó muốn đến với Đào nhất định là phải có công ăn việc làm ổn định, Dạ. có nhà Mình cửa để có thể giúp cho Đào và con của Đào đỡ ấy bơ vơ, đúng dạ không? Rồi bây giờ Đào muốn anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? 60 trở lại đi, nói chung là càng lớn tuổi càng tốt, nhỏ tuổi là không thích. 60 tới bao nhiêu? 50 à? 50 năm mấy cũng được, sao biết, lo lắng cho mẹ con em được. Biết lo lắng là được ha. Đào thích đi sao không? Xa thì xa, nói chung ra miền ngoài thì em không không dám, gần gần mình sẽ ra miền ngoài quá. Ví dụ như giờ xa hơn nữa, xa hơn miền ngoài nữa, xa hơn miền Bắc nữa, rồi nó có thể vượt qua Đại Tây Dương luôn. Được không? Nói Được. chung là cũng có cái duyên nợ anh ơi. Cái đó muốn về khó lắm, phải lội biển, lội vượt Đại Tây Dương về, biết lội không? Lỗi xong thì em lỗi hay, Lội hay mà lội sông thì được, còn cái này lội biển á, biển đúng rồi Đại lỗi Tây biển, Dương à. đúng rồi Cá mập nhiều lắm á. bước xuống là cái bọc đó bản thịt mình rồi. Rồi Đào có thích anh đó bia rượu gì không? Không, đi rượu vẫn bình thường, thuốc lá cũng vẫn bình thường anh. Đừng khó khăn được rồi, Đừng có lầy lội là được ha. nhậu rồi giờ có xỉn thì vô về nhậu, còn nhậu nhẹt em cũng vẫn lo chăm sóc đàng hoàng.
Đào Chơi còn gia đình Đào còn đông anh em không? em là thứ hai, hai trai hai gái, có chồng có vợ hết rồi. Giờ Đào lớn hay là chị cả đó hả? Em chị cả. Rồi bây giờ còn ai ở dưới quê không? Dạ không anh, Không còn ai. bị bệnh hồi trong Tết đó, ở dưới quê. Mẹ bệnh là ở dưới quê hả? Rồi dưới Dạ quê ai nuôi mẹ? dạ mới bệnh đây không à, nơi mượn mướn mình nuôi. Rồi bây giờ ngoài những cái yếu tố nãy giờ Đào đưa ra là cần anh đó như vậy đó, còn thêm được, còn thêm những cái điều kiện gì khác không? Thì em nói chung là em cũng hoàn cảnh em cũng hơi khó khăn khổ, thì bạn xã mất rồi cũng gì giờ nuôi con, giờ em đi làm cái tự do đó, giờ nào cuộc sống nào giờ cũng thấy thôi, giờ em cũng muốn bước tới nữa, thì em cũng muốn nói là người đời anh nào thật sự thấy là chị thương em thật lòng đó, còn thương không có thì đừng bao giờ nghĩ tới. Em là cánh em thật thật 100% luôn, em không bao giờ mà giả dối những điều gì, có sao em nói vậy. Cô gái Bạc Liêu ha. Dạ Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. dạ Bạc Liêu là xứ cơ cầu mà dạ ha. Chân chân thật chất phác. Rồi thì các anh nào xem được cái video này từ 50 50 trở lên tới 60 mà thấy đau. Có mà là một cô gái chân chất dễ thương, các anh nếu các anh nào thật lòng thì hãy nhanh tay điện tới số chương trình sẽ sắp xếp cho hai người có cái cuộc gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau đó, trong cũng như ngoài nước. Các anh thí dụ như bây giờ có các anh ở bên nước ngoài hơi lớn tuổi chút xíu, ví dụ như từ 65 hoặc là 70 có được không? dạ dặn được Nhưng mà các anh vẫn còn khỏe mạnh là các anh có thể lo lắng được cho mẹ con của Đào, Đào thấy sao được không? dạ em chấp nhận. Rồi thì các anh từ 65 cho tới 70 ở bên nước ngoài vẫn có cơ hội để kết nối với Đào ha. Dạ Rồi chương trình xin ghi nhận. Minh Hoàng xin nhắc lại các anh ở Việt Nam độ tuổi từ 50 cho tới 60, các anh ở bên nước ngoài có độ tuổi từ 65 tới 70 vẫn có cơ hội để kết nối với Đào đây. Chương trình cảm ơn Đào đã dành thời gian quý báu ha, để anh em mình có được cái cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho Đào sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là tìm được đúng một cái nửa mảnh ghép còn lại, có đầy đủ điều kiện để chăm lo cho mẹ con của Đào ha. Rồi bây giờ Đào chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc ha. Em chào quý vị khán giả trong ngoài ngoài nước, Rồi chào anh Minh Hoàng. Rồi trước khi kết thúc chương trình, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, chào Đào ha. Chào anh.